xin chào tất cả các học sinh lớp 10 của thầy. Trong video này thầy sẽ giải những cái ví dụ mẫu của bài luận giữa học kỳ 1 dành cho các em. Hy vọng là thầy gửi giải những ví dụ mẫu này là các em có thể tham khảo để các em làm những cái bài luyện tập ở dưới nha. Các em nhớ đọc cái lời giải của thầy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 17 problem. Bây giờ sẽ chỉ giải những ví dụ mẫu thôi nha. Cái phần mà thực hành để nhớ bài đó là dành cho mấy đứa đó. Rồi, câu số 1 người ta hỏi các em các câu dưới đây có bao nhiêu câu là mệnh đề. Câu hay là này số 1, cái này không được, cái này ok, cái này ok. Cái số 2 tại sao không được? Tại đây là mệnh đề chữ biến nha. Cho nên đáp án là câu D. 3 câu là mệnh đề. Ví dụ mẫu 2, lập mệnh đề phủ định của mệnh đề này. Phủ định của cái vế mọi là tổng tại. Phủ định của cái lớn hơn là nhỏ hơn thành. Cho nên đáp án là câu D. Ví dụ mẫu tiếp theo của pháp luật số 2, các em có biết cách đọc mệnh đề đúng mình là sai chưa? Mệnh đề phải đi sai. 30 chia hết cho 5 là đúng. Cho nên loại hoa 30 là bội của 5 là đúng luôn. B. 30 là ước của 5. Sai mấy em. Ước của 5 nó phải là những số mà số 5 chia hết. Cho nên câu C là sai. Như vậy là cách mà để xác định mệnh đề đúng sai là đôi khi thầy cũng biết làm. Ví dụ như chẳng hạn em nói với thầy là con chó nhà em là màu vàng, đúng hay sai? Thì đó là một mệnh đề. Em nói con chó em là màu vàng, nhưng mà thầy trả lời là đúng, thì thực ra thầy cũng không chắc, tại vì thầy chưa bao giờ thấy con chó của em. Cho nên thực ra nếu mà hỏi mệnh đề đúng sai nó phải tùy thuộc cái khả năng nhận biết, cái kiến thức của em thôi. Đồng ý nha. Câu số 3. Các em có biết cách liệt kê tập hợp điểm được chưa? Tập điểm được. Này cái này em phải lưu ý là nó cho g nha. Thì cái này sẽ giải ra là x bình trừ 1 bằng 0 thì x bằng cộng trừ 1. Còn cái này nè, cái này nó vô nghiệm rồi, bỏ nó đi. Như vậy cái này là câu A. 2. Problem 4, các em có biết lý thuyết tập hợp để sao không? Tuy nó dễ nhưng cẩn thận. Tức là cái này thuộc về lý thuyết tập hợp không em? Giải lý thuyết tập hợp. Này nó nói là một cái tập hợp chứa phần tử rỗng là sẽ con A, trong khi tập A là các rỗng thì chưa chắc. Chưa chắc. Cái này mới là rỗng mà là phi. Rỗng là con của tập A là luôn đúng rồi. Rỗng là con của một tập hợp là đúng. Cho nên câu B là chính xác luôn okay. Mấy cái câu này dễ sai lắm nha anh em. Mấy cái còn phải giải nhiều rồi bị dấp té vài lần rồi mới biết. Lưu ý. Problem 5, các em có hiểu thực sự về cách liệt kê tập hợp con chưa? Ví dụ mẫu là thầy cho cái tập A là 0,2, tập B là 0,2,3,4 đúng không? Mà nó nói tìm tập X thỏa mãn sao cho X là chứa tập A và con tập B. Như vậy là em phải bỏ thằng, em phải luôn chứa 0,2. Luôn chứa 0,2. Đúng không? Như vậy cái này là 2,3 rồi. Tại vì em bỏ cái 0,2 này ra thì nó sẽ còn là 0,2 và thêm 1,3,4. Như vậy nó sẽ là 2,3. Là câu D. Công thức tổng quát là 2 mũ n liệt kê thập con. Số thập con 2 mũ n. Cộng thôi, cứ liệt kê từ từ thôi. Nếu có ví dụ 5 em không hiểu, em cứ liệt kê từ đây. 0 2. Rồi mấy em cứ liệt kê mấy cái kia vô. 0 2 1 0 2 3 0 2 4 0 2 3 0 2 4. Mình cứ ghi từ từ vô. Xong rồi 0 2 3 0 2 4 rồi 0 10 gì nữa nè 0 2 1 3 có 0 2 nữa nè 0 2 nữa cũng ok là 6 đúng không? Tới 0 1 2 3 4 còn thiếu một cái cuối cùng. 5 cái. 4 cái. Không 2 1 4 không 2 1 3.
0234 thôi em. 0234 em liệt kê từ từ, nó cũng là 8 tập thôi đúng không? 8 tập, nó được đi. Problem số 6, các em có biết cách lấy phép hợp hay tập hợp chưa? Hợp tức là lụm hết đúng không? À, mấy này lụm hết. Lụm hết lấy hết rồi. Được qua. Lấy phép giao nè. Phép giao không phải là lụm hết mà lấy cái chung, chẻ nó ra. Từ 1 tới 5. Với từ 2 tới 7. Như vậy cái chung là cái gì? Cái chung là 2 tới 5 rồi mấy em. Cái chung là cái này. Nên này đáp án là 2 5. Problem 8, lấy A hiệu B là lấy điểm, lấy phần A bỏ phần B các em. Lấy từ trừ 1 tới 5, bỏ từ 2 tới 7, tức là bỏ từ đây tới đây. Lấy từ trừ 1 tới 5, vậy là lấy từ trừ 1 tới 2. Vậy là câu A. Tại vì sao? Tại vì cái này hiệu bỏ cái này thì em đâu hiệu bỏ số 2 đâu, cho nên cái này nó vuông. Problem 9, các em có biết trách nhiệm của một góc phương trình hay hay chưa? Thì thế vô không em, thế thì thôi, thế không không vô ok không? Mình không thì không, hỉ này ra trừ 3 trừ 8 nhỏ hơn trừ 3 đúng qua đúng rồi qua. Problem số 10, các em có biết nhìn đồ thị miền nghiệm của góc phương trình hay ẩm chưa? Điều đầu tiên các em cần làm là thế cái điểm không không vô nè, điểm coi cho nó ok không. Cái này không không là trừ 2 nhỏ hơn bằng không mà đúng nè, cái này đúng luôn, cái này sai, cái này sai. Ok, tiếp theo là kiểm tra biên. Các em thấy là x ngay số 2 này nó nằm dưới cái biên giới đúng không? Tức là cái số 2 này nó phải làm cái này bằng 0. Thế câu A vô, cái này là 2 cộng 3 nhân 2 trừ 2 cách 0 rồi. Giờ lên loại câu A. Đáp án là B. Đó là cách thầy làm câu này nghe, tùy mấy em thôi, nhiều cách làm lắm. Nhiều cách suy luận lắm, gốc nhiều cách suy luận. Thì em thầy chỉ bài cho em cách của thầy thôi, nếu mà em có cách hay thôi cũng làm của em nha. Problem 11, hệ phải không, một hệ trắc nghiệm của một hệ thì nhưng mà chúng ta cũng trắc không không luôn, nhưng mà cái hệ nó chỉ đúng khi cả hai đều đúng. Ví dụ như cái này là không nhỏ hơn bằng 2, không nhỏ hơn bằng 2 là đúng nè. Cái này là không nhỏ hơn hoặc bằng 2 chứ không lớn hơn bằng 2 là tào lao rồi, sai. Cái này không lớn hơn bằng 2 là sai rồi. Khỏi kiểm phía dưới. Cái này không lớn hơn bằng 2 là sai luôn. Cho nên đáp án là câu A các em. Bất phương trình nó chỉ đúng khi tất cả. Xin lỗi, cái hệ nó bất phương trình nó chỉ đúng khi tất cả bất phương trình ở trong nó đúng. Thôi dụ mẫu 2 nữa hả? Ok. Dạ, ví dụ mẫu 2 nha. Nó hỏi là điểm nào ở đây là thuộc miền nghiệm của hệ này, thì làm sao mình kiểm tra thôi. Thầy thế 1 nữa rồi, cái này là 3 trừ 1 lớn 1 là đúng nè, cái này là 3 nhỏ hơn bằng 2 là sai rồi. Trên câu B không phải, câu D 0 1 hay là trừ 1 lớn 1 là sai, sai rồi. Câu C thế 1 vô là 3 cộng 1 là 4 lớn 1 là đúng nè. 1 trừ 1 là 1 trừ 2 trừ 1 nó là 2 là đúng luôn, cho nên nó bị là C. Đó. Tiếp. Các em có biết cách tìm mắc min trong bài toán không? Chị bạn biết hay không chưa? Đây ví dụ mẫu nó kêu tìm, nó hỏi giá trị lớn nhất nha mấy bạn ơi. Cô bị hức. Nó tìm kêu tìm giá trị lớn nhất. Như vậy cái giá trị lớn nhất nó chỉ thỏa mãn tại đỉnh của những đa giá thôi theo lý thuyết mấy em. Rồi cái đa giác này nè, để em đọc cái nghiệm đó thôi. Thế thì chấm điểm không? Không không là bỏ rồi, không không nó không xảy ra đâu. Chỉ có 3 đỉnh thôi. 0 5 2 4 4 0. Nếu mà thử nó không không thì nó chắc đúng cái, đúng đỉnh là nhé. Nhưng mà thông thường nó không lấy không không luôn. Thầy sẽ bấm cái tích chứ. Nhập này vô 3 x trừ 2 y cộng 1 con, nếu mà 05 thì bao nhiêu? 05 ra trừ 9 2 4 thì ra trừ 1 4 0
thì ra 13. Không, không thì ra 1 đúng không? Như vậy lớn nhất cho bốn cái này là 3. Problem 13. Chuyển đổi cho chị định giá máy tính không? Rồi thầy chỉ chuyển đổi nè. Nó cho góc alpha thỏa mãn khi alpha là 1/3 giá trị của sin pha chỉ 180 nè. Sin 180 chuyển pha là gì? Nếu em không nhớ, nếu câu này thầy làm này sẽ ra liền câu C. Tại vì sin của góc bù để bằng nhau. Nhưng mà sẽ bấm máy cho em coi nha. Em bấm sin của x bằng 1/3, nó không cho điều kiện đúng không? Em cứ bấm đại thôi. Em shift show. Em cho đại số 6 đi. Xong em store A. Em bấm sin của bi thì alpha. Biết sao bi không? Tại mình đang để chế độ gradient nè. Thì 180 phải là bi còn 3 là sao? Nè, em phải biết cách đổi độ ra bi. 180 độ là bi. Tương tự mình sẽ giải ví dụ mẫu 2. Biết cos alpha là trừ 2/3. Câu này cũng tào lao luôn. Câu này phải là cos alpha là cộng 2/3 mới đúng. Ví dụ mẫu 2 này sai. Là cộng với mới hợp lý. Trừ là sai đó, tại vì cái góc này là góc nhọn thì có phải dương rồi. Cos x bằng 2/3. Shift show. Các em cho đại từ 0 đến bi 2 thì cho số 1 nha. Nè nó ra như đây, các em store A, bấm tăng A là xong. Nó sẽ ra 1.11, mấy em muốn ra số đẹp thì bấm căn của A là nó là ra căn bên chia 2 là con C. Tiếp tục problem 14, các em biết cách bấm máy tính lượng giác này chưa? Rồi cái này là tích nha. Cái này là sigma tích. Còn cái này là sigma tổng. Rồi bấm hai cái này. Còn nếu em muốn giải tay thì giải trong lớp rồi. Để bấm máy thôi. Sigma tích là này nè, nó nói tăng 1 nó tăng 89 nè, sẽ bấm tăng x. Từ 1 đến 89. Nhưng mà lưu ý nha, cái này đang độ phải không? Thì em phải đổi máy tính sang độ. Nó có cái angle dưới này nè là đừng bị góc. Em phải đổi một cái degree là độ. Bấm bằng sẽ đáp án luôn. Là một. Cái bi này là sigma tích nha mấy em. Tới hàng 2 là sigma tổng nè. Em muốn tính tổng cái này, máy tính này sẽ bấm sigma tổng như này nè. Shift cái màu vàng nè, sigma tổng. Cái này là sin bình 2 tới sin bình 88 đúng không? Em bấm sin bình của 2x. Tại vì nó gấp đôi lên mà bạn. Lúc này x sẽ đi từ 1 tới 44. Các em phải tưởng tượng nè. Khi em cho x bằng 1 như đây thì ra sin bình của 2. Khi em cho x bằng 2 đây thì sin bình của 4. Rồi tới 44 là ra 88 đó. 22 sin. Đó. Là cách bấm sức mà tính cho bạn ổn nha. Problem 15 rút gọn biểu thức. Rút gọn biểu thức thì em sẽ lấy cái đề. Cái đề trừ cái đáp án cho nó bằng 0 thì nó sẽ đúng. Đề là 1 trừ sin bình x chia cho 2 sin x trừ cho đáp án là trừ 1 cộng 2 tăng nè. Được đúng nha. Rồi các em con chính đi, con đại nhé chị. Nó đâu có ra không đâu, vậy là câu A sai. Câu B, cô tăng là 1 phần tăng đúng không? Để nó tăng lên. Còn chính là không là câu B rồi các em. 15B 16. Các em có biết sử dụng hết thức lượng một cách nhuần nhuyễn chưa? Giải 5 ví dụ mẫu này. Rồi bây giờ câu 1 là nó cho hai cạnh kia tính dưới một góc là sàn những cos rồi. Này là căn 8 bình cộng 3 bình trừ 2 nhân 8 nhân 3 có 60. Mai. Này là những cos nha. 8 bình nhân 3 bình trừ 2 nhân 8 nhân 3 có 60. Để. Tương tự ví dụ mẫu 2. Tính diện tích tam giác, diện tích là 1 phần 2 AC sin B, thế công thức luôn 0,5 nhân 4 nhân 5 nhân sin cộng mũ 5 cộng C
Còn ví dụ mẫu 3 tính bán kính trong vòng họa tiết là các em xài lý sin nha. Em sẽ có A chia sin A bằng 2G. Từ đây các em sẽ rút ra được AG là bằng 2 A chia 2 sin A. Gọi thế như thôi. A là thầy cho 1 nha. 2 sin A là 2 sin trong 2. Như ta. 5, con 33 hả? Không sin. Ví dụ mẫu 4 một tam giác có 3 cạnh. Khi tính bán kính trong vòng họa tiết bằng tính họa ta. Tôi lúc trước tôi xài hơi gông nhưng mà tôi nghĩ là anh em ơi tôi xài lý cos luôn không, tôi vẽ cái này ra cái gì anh em, ví dụ như thầy có cái này 52, cái này 56, cái này 60 đúng không, thầy sẽ tính góc phi này nè, góc phi nó sẽ bằng 60 bình trừ 50 cộng 56 bình trừ 52 bình chia cho 2 nhân 60 nhân 56. Từ đây em sẽ suy ra bán kính đường tròn ngoại tiếp nó sẽ bằng 52 chia cho 2 nhân sin phi. Xài gì cho nó mau với em, phải nghĩ xài gì mau hơn á. Rồi, bây giờ mình làm gì mình cũng copy cái đi. 60 bình 56 bình trừ cho 52 chia 2 nhân 60 nhân 56. Em có thể dùng hay gông để tính diện tích cái tính này nha, tùy em. Xong thì xoa đi. Rồi xong thì bấm nè. Bán kính đường tròn ngoại tiếp là lần 52 là cạnh đáy chia ra 2 lần sin phi. Sin phi là sin của sin cos hồi nãy. Xong làm phần 2. Lần 2 là 32,5. Ví dụ 5. Tam giác này có hai góc một cạnh là tính thành lý sin nè. Mình sẽ có AB chia sin C bằng AC thì chia sin B. Mà nó cho em góc A hai góc này là 75 45 cộng lại ra 120 phải không? Sin ra góc C phải bằng 60 nha. Như vậy là từ đây em sẽ có AB bằng AC là 2 nhân sin 60 chia sin B là sin 45. Bấm bao nhiêu? 2 nhân sin 60 chia sin 45 ra căn 6 em nhập vào đây. Đây. Tiếp tục. Ủa hết rồi hả? Rồi. Problem 17 là chỉ dành cho những bạn kiên nhẫn thôi. Thì cái này sẽ sửa trong lớp nha. Problem 17 mình sẽ sửa trong lớp các bạn. Mình sẽ sửa những vấn đề nâng cao này trong lớp để nói kỹ hơn những vấn đề nâng cao. Rồi mấy câu kia thì mấy em làm bài cho thầy đi, mastered đề thi thử thầy đã giải cho các em rồi nó rồi. Ok, rồi kết thúc video này nha, hy vọng các em sẽ làm bài đúng đúng thầy. Bye.